đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tập 7 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Biến căng lục đục nội bộ khiến huấn luyện viên Mầu Thủy bật khóc. Sau hơn 6 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã mang đến sức hút và truyền tải cảm hứng ý nghĩa. Trong tuần này, với chủ đề Face Your Fears, đối diện truyền thông, tập 7 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã mang đến thử thách trên trời rơi xuống, yêu cầu các thí sinh phải thể hiện cách ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống khi đối diện những lời đồn trên trời rơi xuống trước truyền thông. Cụ thể, thông qua thử thách trên trời rơi xuống, chương trình đưa ra một hashtag Nếu một ngày tôi, với từng câu chuyện khác nhau cho mọi thí sinh. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một tình huống giả định mà các thí sinh sẽ gặp phải và cách xử lý đối diện trước giới truyền thông. Top 55 sẽ thi đấu theo đội và chia thành từng nhóm nhỏ. Mỗi thí sinh trong nhóm sẽ có một phút trình bày quan điểm bản thân, cách xử lý tình huống giả định của thử thách dành cho họ. Hai vị huấn luyện viên bất ngờ được host Khánh Vân đề xuất lên thị phạm cho các thí sinh. Huấn luyện viên Mầu Thủy vô cùng thích thú khi nhận được hashtag Nếu một ngày tôi cùng tình huống bị đồn dùng tiền mua ghế huấn luyện viên. Cô cho biết việc này đã đánh giá cao vấn đề tài chính của mình. Cô cho rằng một cuộc thi tầm cỡ và có sức ảnh hưởng quốc gia như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thì sẽ không dễ dàng làm mất uy tín cũng như mục đích ban đầu mà nó hướng đến như thế. Nếu dễ dàng mua những vị trí quan trọng như vậy thì cuộc thi sẽ không thể giữ được giá trị như hiện nay. Đối với huấn luyện viên Kim Duyên, tình huống cô nhận được lại liên quan đến mối quan hệ mập mờ. Cô hài hước và cho biết, cụm từ mập mờ trong Kim Duyên chỉ liên quan đến cân nặng. Cô cũng chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian cân nặng, cứ mập mờ mập rõ, thất thường. Câu chuyện mối quan hệ mập mờ sẽ không thể xảy ra với Kim Duyên. Cô cho rằng, cô gái có mối quan hệ mập mờ là cô gái không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin. Sau màn thị phạm của hai vị huấn luyện viên, các ban giám khảo cực kỳ hào hứng và thích thú trước thử thách ấn tượng của tập 7. Tiếp tục teaser, các thí sinh của đội huấn luyện viên Kim Duyên lần lượt bước vào phần thi. Thí sinh Đỗ Nhật Hà, Sobo danh 315, nhận tình huống giả định về việc bản thân là con cờ truyền thông. Nếu một ngày tôi bị đồn là con cờ truyền thông, tôi sẽ cảm thấy tự hào vì bản thân mình đã có sức ảnh hưởng lớn đối với truyền thông tin tức. Đỗ Nhật Hà mạnh mẽ đáp trả. Đối với thí sinh Nguyễn Thiệu Anh, Sobo danh 345, cô nhận được tình huống, bị đồn là tiểu tam. Cô hài hước cho biết, sẽ tự hỏi bản thân mình đẹp đến thế sao, để giải quyết cho lời đồn đoán bất ngờ này. Cuối teaser là hình ảnh huấn luyện viên Mầu Thủy bật khóc. Ngoài ra, giám khảo Hà Anh còn nghiêm khắc nhắc nhở về tinh thần đồng đội. Cô thẳng thắn. Chúng ta đang tốn rất nhiều thời gian ở đây vì những lục đục nội bộ đội của em. Việc xảy ra mâu thuẫn trong đội khiến ban giám khảo tốn nhiều thời gian và huấn luyện viên Mầu Thủy phải bật khóc. Hay vì một lý do nào khác, thí sinh nào sẽ ra về sau tập 7 với thử thách đặc biệt này hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong tập 7 Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, được lên sóng vào lúc 20:15 thứ Bảy ngày 28 tháng 5. Hãy theo dõi tin tức showbiz để được cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.